chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Mậu Tuất sinh 1958, được trời Phật ban lộc, nghèo khổ cỡ nào cũng đổi đời đại gia. Đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tiền của chất cao như núi. Quý khán giả thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tháng 9 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Tuất những điều bất ngờ, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, nhiều dấu hiệu cho thấy bản mệnh sẽ được trời Phật ban lộc khiến cho tiền vàng ùn ùn đổ về túi, giúp đổi đời một cách nhanh chóng và đầy ấn tượng. Tháng 9 âm lịch chỉ là một cột mốc thời gian thông thường, đây còn là thời điểm mà năng lượng tích cực và may mắn dường như đang chờ đón tuổi Mậu Tuất. Có thể bản mệnh đã trải qua những tháng ngày đầy thử thách, nhưng hãy yên tâm, trong tháng 9 âm lịch này sẽ là bước ngoặt cho những nỗ lực không ngừng của bản mệnh. Những khó khăn trước đây sẽ được thay thế bằng những cơ hội mới, giúp khôi phục lại tài chính, mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Những cơ hội lớn, những món lộc trời ban đang nằm trong tầm tay, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bất ngờ mà tháng 9 âm lịch này mang lại. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống mà tháng 9 âm lịch này sẽ mang đến cho bạn, từ công danh, sự nghiệp, tài lộc đến tình duyên và sức khỏe. Cùng chờ xem tháng 9 âm lịch sẽ mang lại cho tuổi Mậu Tuất những điều gì thú vị nhé. Cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là một hành trình dày đặc những câu chuyện cảm xúc và bài học quý giá. Nếu bạn đã từng gặp một người tuổi Mậu Tuất, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự chân thành và nhiệt huyết trong họ. Họ là những người sống rất thật với bản thân và với mọi người xung quanh, không thích giả dối hay phô trương. Những người này luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những sự kiện lớn lao. Với bản tính cởi mở và thân thiện, người tuổi Mậu Tuất thường dễ dàng kết nối với mọi người. Họ có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền chặt. Sự chân thành của họ thu hút nhiều người, điều này giúp họ xây dựng một mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, đôi khi chính sự tin tưởng và cởi mở đó lại khiến họ phải đối mặt với những tổn thương. Người tuổi Mậu Tuất rất nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình và họ thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Cuộc đời của Mậu Tuất không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Họ đã phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Sự kiên nhẫn và bền bỉ chính là những phẩm chất giúp họ vượt qua mọi cản trở. Họ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Với họ, mỗi thất bại chỉ là một bài học quý giá và mỗi khó khăn đều mang đến cơ hội để họ trưởng thành hơn. Điều này khiến cho người khác phải nể phục và cảm thấy khâm phục. Ngoài ra, tuổi Mậu Tuất còn có sự nhạy bén và thông minh trong công việc. Họ thường nhìn thấy những cơ hội mà người khác không thể thấy. Sự sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề giúp họ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải áp lực lớn từ công việc. Điều này có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Dù vậy, họ luôn tìm cách để tự động viên bản thân, nhắc nhở mình rằng mọi thứ đều có thể vượt qua nếu họ giữ vững niềm tin. Trong tình yêu và gia đình, người tuổi Mậu Tuất là những người rất chu đáo và tận tâm. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân để mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Sự quan tâm và chăm sóc của họ giúp cho gia đình luôn tràn đầy yêu thương và ấm áp. Họ là người bạn đời đáng tin cậy, người cha, người mẹ luôn quan tâm đến con cái, luôn lắng nghe và đồng hành cùng chúng trong từng bước đi. Tháng 9 âm lịch này, khi tài lộc có cơ hội đến gần hơn, người tuổi Mậu Tuất sẽ càng cảm nhận rõ hơn giá trị của những gì họ đã gặt hái. Từ những nỗ lực trong quá khứ, cuộc sống đầy khó khăn và thử thách đã giúp họ trở thành những người mạnh mẽ và kiên cường. Hãy cùng nhau chúc cho người tuổi Mậu Tuất một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà những giấc mơ trở thành hiện thực, nơi mà hạnh phúc và thành công luôn đồng hành bên họ. Cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 không thiếu những thăng trầm, khó khăn và vất vả. Họ đã phải trải qua không ít chông gai, thử thách, để rồi từ những trải nghiệm ấy, họ trưởng thành và trở thành những người vững vàng hơn. Khi nhắc đến những người này, ta không thể không nhắc đến sự kiên cường và bền bỉ mà họ đã thể hiện. Nhìn lại những năm tháng vừa qua, có lẽ không ít lần Mậu Tuất đã cảm thấy mệt mỏi trước những áp lực cuộc sống. Có những lúc công việc không như ý khiến họ phải đối mặt với những quyết định khó khăn, những khoản nợ chồng chất, sự không chắc chắn trong thu nhập khiến cho cuộc sống trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Áp lực từ gia đình, từ công việc, từ chính bản thân tạo ra một gánh nặng tâm lý mà đôi khi họ không biết chia sẻ cùng ai. Điều đáng nói,
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Mậu Tuất luôn chọn cách đối diện thay vì chối bỏ. Họ hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi và khó khăn chỉ là một phần trong hành trình trưởng thành. Họ đã phải làm việc vất vả, thậm chí hy sinh những giấc mơ cá nhân để lo cho gia đình. Những đêm dài thức khuya, những sáng sớm dậy sớm, họ đã trải qua tất cả với một tâm thế lạc quan. Họ tự nhắc nhở mình rằng mọi nỗ lực sẽ không vô nghĩa và những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai kiên trì. Trong mối quan hệ gia đình, có lúc sóng gió cũng xảy ra. Mâu thuẫn bất đồng giữa các thành viên là điều khó tránh khỏi. Có thể là những bất đồng trong quan điểm sống hay đơn giản là sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Những lúc như vậy, Mâu thuẫn lại phải gánh vác nỗi buồn, chịu đựng sự im lặng của những cuộc cãi giả và tìm cách hàn gắn tình cảm. Họ biết rằng sự hòa hợp trong gia đình là điều quan trọng nhất và họ không ngại hy sinh cái tôi của mình vì điều đó. Với những người lớn tuổi, sức khỏe là một nỗi lo lắng lớn. Thời gian trôi qua, cơ thể không còn dẻo dai như trước, bệnh tật có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nỗi lo về sức khỏe và chi phí y tế có thể khiến Mậu Tuất cảm thấy căng thẳng những ngày mà họ phải thường xuyên khám sức khỏe. Đối diện với những kết quả xét nghiệm không như mong đợi là những khoảnh khắc khó khăn mà không ai muốn trải qua. Nhưng trong tất cả những khó khăn đó, người tuổi Mậu Tuất luôn biết tìm ánh sáng ở cuối con đường. Họ có một niềm tin vững chắc vào bản thân, vào những giá trị mà họ đã xây dựng trong suốt cuộc đời. Họ không ngại làm việc chăm chỉ và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Có thể cuộc sống không như ý, nhưng họ luôn giữ vững niềm tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn. Mỗi khó khăn mà họ trải qua đều mang lại một bài học quý giá. Họ học cách kiên nhẫn, học cách yêu thương và thông cảm. Họ hiểu rằng chính những vấp ngã sẽ giúp họ được lên mạnh mẽ hơn. Và khi nhìn lại những chặng đường đầy gian truân, lại chính là những bước đệm dẫn đến những thành công trong tương lai. Cuộc đời của Mậu Tuất với tất cả những khó khăn, vất vả và chông gai chính là một hành trình đầy ý nghĩa. Đó là hành trình của những người không ngại khó, không ngại khổ và luôn tìm kiếm ánh sáng ở những nơi tối tăm nhất. Hãy cùng chúc cho người tuổi Mậu Tuất, những người đã trải qua không ít sóng gió sẽ tìm thấy được bình yên và hạnh phúc mà họ xứng đáng có được. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tháng 9 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Tuất một bức tranh đa sắc màu, với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đón. Đây không chỉ là thời điểm để bạn gặt hái những thành quả từ những nỗ lực và quyết tâm trong quá khứ, mà còn là giai đoạn mở ra cánh cửa mới cho những thay đổi tích cực trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Trong tháng 9 âm lịch này, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào, thúc đẩy bạn tiến bước mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cơ hội mới sẽ không chỉ xuất hiện ngẫu nhiên mà còn mang theo một sức mạnh tiềm tàng, khiến bạn dễ dàng nhận diện và nắm bắt. Hãy nhớ rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ chủ động chính là chìa khóa để biến những cơ hội này thành những thành công. Đặc biệt, tháng 9 âm lịch sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn như một phần thưởng cho những vất vả đã qua. Những trở ngại mà bạn đã từng phải đối mặt giờ đây sẽ được xóa bỏ, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn. Hãy sẵn sàng mở lòng và đón nhận những điều kỳ diệu từ cuộc sống, bởi mọi nỗ lực của bạn đều xứng đáng nhận được thành quả. Từ đây, bạn có thể vươn tới những đỉnh cao mới, biến những ước mơ và khát vọng thành hiện thực. Vì vậy, tháng này không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trôi qua, mà còn là một cơ hội quý báu để bạn khẳng định bản thân, tiến gần hơn đến những mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Hãy tự tin và quyết đoán, bởi những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn và bạn chính là người có khả năng làm chủ cuộc đời mình. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một giai đoạn đầy triển vọng và thuận lợi cho sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất. Đây chính là thời điểm mà bạn có thể khởi động những dự án mới hoặc nhận được những lời mời hấp dẫn để tham gia vào những công việc có ý nghĩa, góp phần phát triển bản thân cũng như cộng đồng. Những nỗ lực và sự kiên trì mà bạn đã đặt ra trong thời gian qua sẽ bắt đầu được đền đáp một cách xứng đáng. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và sự tự hào khi nhìn thấy những kết quả tích cực từ những gì mình đã dày công xây dựng. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng, hãy cẩn trọng với các mối quan hệ trong công việc. Trên thực tế,
Việc giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và cấp trên là một yếu tố quan trọng để giữ vững bầu không khí làm việc. Có thể xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ, nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng. Nếu bạn giữ được thái độ bình tĩnh và biết cách giao tiếp một cách khéo léo, mọi vấn đề sẽ sớm được giải quyết. Đôi khi chỉ cần một câu nói chân thành hay một chút cảm thông cũng có thể tháo gỡ những khúc mắc mà bạn đang gặp phải. Giữa tháng, khi những cơ hội mới bắt đầu xuất hiện, hãy tự tin trình bày ý tưởng của mình. Đây là thời điểm vàng để bạn chứng tỏ khả năng lãnh đạo và tài năng của bản thân. Đừng ngần ngại thể hiện cái tôi của bạn, bởi đây chính là cơ hội để bạn tỏa sáng và ghi dấu ấn trong mắt những người xung quanh. Cuối tháng, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng tiến trong công việc, có thể là một cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Hãy ghi nhớ rằng, sự chăm chỉ và thái độ tích cực không chỉ giúp bạn đạt được thành công cá nhân, mà còn là động lực cho những người khác xung quanh bạn. Vì vậy, hãy luôn giữ vững tinh thần kiên trì với những mục tiêu đã đề ra. Bước vào tháng 9 âm lịch, bạn không chỉ là người đi tìm cơ hội mà còn là người tạo ra cơ hội cho chính mình. Hãy để sự nghiệp của bạn tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân trong những tháng tiếp theo. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Tuất nhiều tin vui về tài chính, một sự chuyển mình đáng mong đợi. Đây là thời điểm mà bạn sẽ có cơ hội thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ những khoản đầu tư mà bạn đã kiên trì thực hiện trước đó. Nếu bạn đã có một kế hoạch tài chính rõ ràng và biết cách đầu tư thông minh, thì tháng này có thể mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể, giúp bạn cảm nhận được sự thịnh vượng đang gõ cửa. Tuy nhiên, trong dòng chảy tài chính này, bản mệnh cũng cần lưu ý đến việc quản lý tài chính cá nhân. Bạn sẽ phải cẩn trọng hơn bao giờ hết để tránh những khoản chi tiêu không cần thiết. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, đôi khi sự hào phóng với bản thân có thể khiến bạn phải trả giá trong tương lai, đặc biệt là trong những ngày cuối tháng, khi có thể phát sinh những chi phí bất ngờ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Sự cẩn trọng và khôn ngoan trong các quyết định tài chính sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và không gặp phải những rủi ro tài chính không đáng có. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch sẽ mang lại cho bạn cơ hội lớn để cải thiện tình hình tài chính. Hãy nắm bắt và tận dụng tốt mọi cơ hội xuất hiện, từ những giao dịch nhỏ lẻ cho đến những khoản đầu tư lớn. Đừng ngần ngại khám phá các lựa chọn mới, bởi có thể có những cơ hội quý giá đang chờ đón bạn ở phía trước. Hãy xem đây là thời điểm để bạn xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc hơn cho tương lai và để tiền bạc trở thành một công cụ hỗ trợ cho những ước mơ và hoài bão của bạn. Hãy nhớ rằng, tài chính không chỉ đơn thuần là số tiền bạn kiếm được, mà còn là cách bạn quản lý và sử dụng chúng. Một tâm lý tích cực và một cái đầu lạnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức và đưa ra những quyết định sáng suốt trong tháng 9 âm lịch này. Hãy để tài lộc chảy vào túi bạn và biến những giấc mơ thành hiện thực. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch này, chuyện tình duyên, gia đạo của người tuổi Mậu Tuất sẽ trải qua một giai đoạn thú vị, đầy hứa hẹn và mang lại nhiều niềm vui. Đây chính là thời điểm mà bạn có cơ hội để làm mới lại những mối quan hệ, tăng cường sự gắn kết với người bạn đời. Những ai đã có gia đình sẽ cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc hơn với nửa kia, như những sợi dây vô hình ngày càng thắt chặt. Hãy tận dụng thời gian này để dành cho nhau những khoảnh khắc quý giá, cùng nhau thực hiện những hoạt động thú vị như đi dạo, xem phim hay cùng nấu ăn. Những cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ trở nên sâu sắc hơn, mang lại cơ hội để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trước đó, giúp cả hai hiểu nhau hơn và xoa dịu những căng thẳng trong cuộc sống. Nếu bản mệnh đang độc thân, tháng này có thể mở ra những cánh cửa mới, mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ người mới. Hãy mở lòng tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân, vì biết đâu một mối quan hệ tiềm năng đang chờ đợi bạn, có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo cách mà bạn chưa từng nghĩ tới. Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ đến từ những điều lớn lao mà còn từ những khoảnh khắc nhỏ bé, giản dị những ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trong gia đình có thể xuất hiện một số xung đột nhỏ. Những mâu thuẫn này thường xuất phát từ sự khác biệt trong suy nghĩ hoặc áp lực từ bên ngoài. Hãy lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người. Cố gắng giữ không khí hòa hợp trong gia đình. Đôi khi chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng hoặc một hành động nhỏ cũng có thể giúp xoa dịu mọi căng thẳng. Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình không chỉ được xây dựng bằng tình yêu,
mà còn bởi sự tôn trọng và chia sẻ. Khi bạn chăm sóc cho những mối quan hệ này, bạn cũng đang nuôi dưỡng một nền tảng vững chắc cho hạnh phúc của bản thân. Tháng 9 âm lịch này, hãy để tình yêu dẫn lối và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Vấn đề sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất trong tháng 9 âm lịch chính là thời điểm mà bạn cần đặc biệt chú ý đến bản thân mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy thấy mệt mỏi do áp lực công việc và những trách nhiệm hàng ngày đè nặng lên vai. Đây không chỉ là khoảng thời gian căng thẳng mà còn là cơ hội để bạn lắng nghe và chăm sóc bản thân một cách chu đáo hơn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Bởi chỉ khi bạn thật sự khỏe mạnh, bạn mới có thể đối mặt với những thử thách trong cuộc sống một cách hiệu quả. Duy trì một chế độ ăn uống hợp lý là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt, hãy chú ý đến việc bổ sung nhiều rau xanh và trái cây vào bữa ăn hàng ngày của bạn. Những thực phẩm này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn làm cho cơ thể bạn trở nên dẻo dai và tràn đầy sức sống. Bạn có thể thử những món ăn mới hoặc tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn cùng gia đình để tạo thêm niềm vui và sự gắn kết. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, đừng quên khởi động kỹ càng để tránh chấn thương. Việc rèn luyện cơ thể không chỉ giúp bạn nâng cao sức khỏe, mà còn là cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng, mang lại cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Hãy chọn những hoạt động mà bạn yêu thích. Từ đi bộ, chạy bộ cho đến yoga hay khiêu vũ, tất cả đều là những cách tuyệt vời để vừa giữ gìn sức khỏe, vừa nuôi dưỡng tinh thần. Nếu cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường, đừng ngần ngại mà hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe kịp thời. Việc chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân sẽ giúp bạn phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn, từ đó có những biện pháp can thiệp thích hợp. Cuối cùng, hãy luôn lắng nghe cơ thể mình. Chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc ngăn ngừa bệnh tật, mà còn là một phần quan trọng để bạn có thể đạt được những mục tiêu khác trong cuộc sống. Đừng quên rằng, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Hãy chăm sóc bản thân một cách tốt nhất, để đảm bảo bạn có đủ năng lượng cho những thử thách và cơ hội đang đến gần. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, ngoài ra còn có cơ hội nhận được quà hoặc trợ giúp về tiền bạc từ người thân và bạn bè. Tháo gỡ khó khăn hiện tại, từ đó càng có thêm động lực để kiếm tiền và làm giàu. Ngày mùng 05 tháng 9 âm lịch. Ngày này, trong quá trình trao đổi công việc, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin bổ ích để giải quyết những vướng mắc hiện tại, giúp công việc có được đột phá mạnh mẽ. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này công việc suôn sẻ, được đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, cũng bởi thường ngày bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên khi bạn có khó khăn, đối phương chẳng chút ngần ngại tháo gỡ cùng bạn. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Ngày này, nếu bạn có thể tiến hành mọi việc theo kế hoạch của mình, khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy chứng tỏ cho cấp trên thấy việc trao cơ hội cho bạn là quyết định đúng đắn của họ. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Hãy buông bỏ những tiểu tiết và nhìn về mục tiêu xa hơn. Bạn có thể đạt được những thành tích lớn lao vượt ngoài mong đợi. Đừng để những thứ vụn vặt cản trở bước tiến của mình. Ngày 14 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh cố gắng thể hiện những điểm mạnh của mình cũng như những kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy. Bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với người xung quanh. Ngày 17 tháng 9 âm lịch. Ngày này, sự nghiệp có nhiều may mắn, có thể dần dần hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, từng bước xây dựng lòng tin với lãnh đạo. Bạn đang đi đúng lộ trình mà mình đã tính toán, hãy cố gắng hơn nữa để sớm ngày chạm tay tới mục tiêu. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài vận tăng tiến đáng ghen tị, bản mệnh có cơ hội để làm giàu nhanh chóng. Chỉ cần bạn xây dựng kế hoạch cẩn thận từ trước thì cứ theo đó mà tiến hành, không có gì phải lo lắng. Ngày 24 tháng 9 âm lịch. Đây sẽ một ngày suôn sẻ để bản mệnh mạnh dạn đầu tư, lộc trời ban sẽ đến với những người luôn chăm chỉ và kiên trì nỗ lực. Bạn hãy cứ tự tin vào bản thân và con đường đã chọn, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tinh thần hồ hởi nên hoàn thành công việc một cách vui vẻ. Dù có vấn đề nhỏ cũng không làm phiền đến tâm trạng của bạn.
mọi việc đang diễn ra hết sức thuận lợi. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 9 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch mở ra với nhiều cơ hội tích cực dành cho người tuổi Mậu Tuất. Khi những cánh cửa mới bắt đầu hé mở, bạn sẽ cảm nhận được những tín hiệu tốt lành từ cả công việc lẫn tài chính. Đây là thời điểm mà những nỗ lực, sự kiên trì và quyết tâm của bạn trong suốt thời gian qua bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Nếu bạn đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng và có định hướng, hãy tự tin và kiên trì thực hiện chúng, vì đây sẽ là thời điểm mang đến cho bạn những cơ hội để phát triển vượt bậc. Đặc biệt, những cơ hội làm ăn hợp tác hoặc các dự án mới sẽ xuất hiện trong tuần này. Đây có thể là thời điểm quyết định để bạn khẳng định bản thân và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình. Hãy nhớ rằng, thành công không đến từ sự may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cầu tiến. Mỗi ngày đều là một cơ hội, hãy nắm bắt và khai thác nó một cách tối đa. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng, bạn cần cẩn trọng với các mối quan hệ trong công việc. Có thể sẽ xảy ra một số hiểu lầm nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên, khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng. Để tránh những xung đột không đáng có, hãy giữ bình tĩnh và giao tiếp một cách khéo léo, lắng nghe ý kiến của người khác và thể hiện sự tôn trọng. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tích cực hơn. Hãy nhớ rằng, sự chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo là khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Giữa tuần, có khả năng bạn sẽ nhận được thông tin tích cực từ cấp trên hoặc khách hàng. Điều này không chỉ giúp bạn tự tin hơn trong công việc, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Đừng ngần ngại thể hiện khả năng của mình, hãy để cho sự sáng tạo và nhiệt huyết của bạn tỏa sáng. Chúc bạn một tuần khởi đầu đầy hứa hẹn và thành công. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 9 âm lịch. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 9 âm lịch, năng lượng tích cực tiếp tục đồng hành với bạn như một làn sóng mới, mang theo những hy vọng và cơ hội. Đây là thời điểm mà bạn có thể thấy rõ những kết quả từ những nỗ lực của mình trong tuần trước. Tinh thần làm việc của bạn sẽ được nâng cao, mang lại động lực mạnh mẽ để bạn tiếp tục theo đuổi các dự án đã bắt đầu. Mỗi ngày sẽ là một cơ hội để bạn khẳng định bản thân và ghi dấu ấn trong công việc. Nếu bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cơ hội mới, thì bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời để bạn thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Đừng ngần ngại tham gia vào các cuộc họp, chia sẻ ý tưởng sáng tạo và đề xuất những giải pháp mới. Hãy để cho những phẩm chất tốt đẹp của bạn tỏa sáng, bởi vì đây là lúc mà mọi người sẽ chú ý đến những đóng góp của bạn. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng như một chiếc lá rung rinh trước gió. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn và nạp lại năng lượng. Việc thực hiện các hoạt động thư giãn như yoga hay thiền sẽ giúp bạn làm dịu tâm trí và cơ thể. Một chế độ ăn uống hợp lý và đủ giấc ngủ cũng rất quan trọng trong thời gian này. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để bạn làm mới bản thân và tạo ra những kết nối mới trong công việc. Hãy mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội, tham gia vào các sự kiện hoặc hoạt động nhóm, nơi bạn có thể gặp gỡ và kết nối với những người có cùng đam mê và mục tiêu. Những mối quan hệ này có thể mở ra cánh cửa cho nhiều cơ hội mới trong tương lai. Hãy sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp và biến chúng thành hành động cụ thể, bởi thời điểm này đang hứa hẹn nhiều triển vọng cho bạn. Chúc bạn một tuần tràn đầy năng lượng và thành công. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tức từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong tuần thứ 3 của tháng 9 âm lịch, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng tiến rõ rệt trong công việc như một cơn gió mới thổi vào cuộc sống. Những dự án mà bạn đang theo đuổi có thể đạt được những kết quả ngoài mong đợi, mang lại cho bạn cảm giác tự hào và hài lòng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tỏa sáng và khẳng định bản thân. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của bạn cuối cùng cũng được đền đáp và bạn có khả năng cao được cấp trên công nhận thành tích của mình. Hãy sẵn sàng đón nhận những lời khen ngợi và sự ghi nhận mà bạn xứng đáng có được. Đây cũng là thời điểm vàng để bạn tự tin trình bày ý tưởng của mình và đưa ra những sáng kiến mới. Nếu bạn có những ý tưởng táo bạo hoặc giải pháp sáng tạo, đừng ngần ngại chia sẻ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tinh thần chủ động và sự tự tin sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt mọi người. Hãy nhớ rằng,
Sự thể hiện bản thân một cách rõ ràng và mạch lạc sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công trong công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, bạn cũng cần cẩn trọng với các mối quan hệ trong gia đình. Cuộc sống không chỉ xoay quanh công việc mà còn là những người thân yêu. Có thể sẽ có một vài xung đột nhỏ nảy sinh khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng nếu bạn biết cách lắng nghe và thấu hiểu, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hãy dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ cảm xúc với những người trong gia đình. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự hòa hợp và tình cảm gia đình. Nhớ rằng, một gia đình êm ấm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn trong những lúc khó khăn. Điều này không chỉ giúp bạn có thêm động lực trong công việc, mà còn làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc bên người thân, vì chính tình yêu thương và sự hỗ trợ từ họ sẽ là nguồn sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Vậy nên, hãy tận dụng tuần này để làm mới bản thân cả trong công việc lẫn gia đình, đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Chúc bạn có một tuần thật thành công và tràn đầy hạnh phúc. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tức từ ngày 22 đến hết tháng 9 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 9 âm lịch không chỉ là thời điểm để tổng kết những gì bạn đã đạt được, mà còn là cơ hội để bạn chuẩn bị cho những chặng đường phía trước. Đây là lúc bạn có thể nhìn lại và tự hào về những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Những thành công mà bạn đã đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, mà còn là minh chứng cho khả năng vượt qua khó khăn và thử thách của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong thành công luôn cần có sự khiêm tốn và ý thức học hỏi. Cuộc sống không ngừng thay đổi và còn rất nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi bạn khám phá. Hãy luôn mở lòng và đón nhận những kiến thức mới. Điều này sẽ giúp bạn phát triển hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh sự nghiệp, sức khỏe của bạn cũng cần được chú trọng trong tuần này. Sau những ngày bận rộn, có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần thời gian để hồi phục. Hãy dành cho mình những khoảnh khắc thư giãn, có thể là những buổi đi dạo, thiền định hay đơn giản là ngồi lại và thưởng thức tách trà. Đặc biệt vào những ngày cuối tháng, có thể sẽ xuất hiện một số chi phí bất ngờ mà bạn không lường trước được. Vì vậy, hãy chuẩn bị tài chính một cách hợp lý. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn không bị cuốn vào những tình huống khó xử và duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Đừng quên rằng, việc giữ tinh thần lạc quan là rất quan trọng. Hãy tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Hãy tạo cho mình những hoạt động giải trí bên cạnh những công việc hàng ngày. Điều này không chỉ giúp bạn tái tạo năng lượng mà còn tạo ra sự hài lòng trong cuộc sống. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch này mang lại cho người tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội và thử thách. Hãy luôn sẵn sàng đối mặt với chúng và chinh phục mọi khó khăn. Cuối cùng hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình và mỗi tuần trôi qua đều có những bài học quý giá. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và chúc bạn có một tuần cuối tháng thật trọn vẹn và ý nghĩa. Quý khán giả thân mến, người có đặc điểm này thì càng nhiều tuổi càng giàu có, hạnh phúc càng đong đầy. Một là người chấp nhận và nhanh thích nghi với sự thay đổi. Mỗi lần thay đổi trong cuộc sống, người ta rất ngại khi phải sắp xếp lại nếp sinh hoạt, thói quen ứng xử, cách làm việc. Nhưng bạn cứ để ý xem, nếu lúc nào cũng muốn ổn định thì làm sao có sự phát triển? Phát triển chính là một sự thay đổi, và muốn phát triển giàu có thì phải chấp nhận thay đổi. Mỗi lần cuộc sống lên cao của cũng chính là một lần thay đổi. Chấp nhận và thích nghi với thay đổi chính là tố chất của một người hướng tới thành công. Người nào dễ thích nghi thì ít than thở, bực mình. Nếu cuộc sống biến động, dễ thích nghi chấp nhận thì càng nhanh có niềm vui và càng nhanh giàu. Hai là luôn chăm chút cho các mối quan hệ chất lượng. Trong đời sống, những người giàu có, thành công và vui vẻ thường có một số quan hệ tốt. Mà để có quan hệ tốt thì phải chăm sóc chứ không tự dưng có. Do đó, người biết chăm sóc quan hệ là người càng già càng hạnh phúc. Nếu bạn muốn nhận được niềm vui từ những mối quan hệ, muốn càng già càng duy trì được nhiều mối quan hệ thân thiết thì cũng cần phải dành thời gian, tình cảm, thậm chí cả tiền bạc để chăm sóc. Tất nhiên, phải chọn những mối quan hệ chất lượng để duông dán, đừng duông dán cho những mối quan hệ hời hợt hay vô bổ. 3. Thường xuyên vận động. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe thể chất mà còn tạo ra những hormone tăng hưng phấn, tạo niềm vui tinh thần. Một người luôn vận động sẽ năng động, trẻ trung hơn. Điều đó tạo ra năng lượng, tái tạo cuộc sống, giúp bạn càng già càng thấy mình vui vẻ, yêu đời. 4. Là nuôi dưỡng lòng biết ơn. Biết ơn chính là một cách để người ta dễ đạt tới trạng thái vui vẻ, trân trọng cuộc sống. Những người biết nuôi dưỡng mọi ân tình nhận được trong đời, biết ơn từ những điều nhỏ nhất,
giúp bạn sống có ý nghĩa hơn và trân trọng hơn cuộc đời này. Lòng biết ơn chính là cách giúp con người ta sống đẹp hơn, ít oán thán hơn và từ đó nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn, và đó cũng chính là bí kíp của người sống càng nhiều tuổi càng hạnh phúc, càng trẻ lâu. Năm là luôn luôn biết cho đi trước khi đòi nhận về, là tố chất của những người biết làm giàu và hạnh phúc. Mong muốn sở hữu, chiếm hữu, ki bo giữ cho mình mới khiến người ta đau khổ. Người xưa nói sởi lởi trời cho là vậy. Sáu là chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo. Người nào càng bảo thủ càng khổ, bởi họ khó mở lòng với xã hội, mà thực tế xã hội thì mỗi người một phiên bản, một ý nghĩ. Thế nên biết chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo chính là vị tha với người và với cả chính mình. Một người bảo thủ đòi hỏi hoàn hảo khó mà mãn nguyện, bởi cuộc đời làm gì có sự hoàn hảo. Chấp nhận sự khác biệt chính là cách để bạn linh hoạt trong đời sống, không áp đặt, cứng nhắc điều gì. Bảy là không lo tương lai và không hối tiếc quá khứ, mà tận hưởng hiện tại. Lo tương lai và hối tiếc quá khứ là sống không thực chất, không sống thực mà luôn sống vì cái ảo, bởi tương lai chưa tới, quá khứ thì qua rồi. Thế nên những người này sẽ hay đau khổ, còn những người sống trong hiện tại, tận hưởng mọi thứ đang diễn ra, tập trung mọi thứ đang diễn ra chính là quên quá khứ và tạo dựng tương lai đó. Làm tốt từng thứ của lúc này chính là làm tốt cho ngày mai rồi. Muốn hạnh phúc thì đừng sống vô bổ bằng cách hối tiếc quá khứ và đau đáu cho những điều không biết có tới không. Trên đây là tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.